Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 3: đột biến gen chắc chắn dẫn tới ung thư. Cơ thể con người luôn có sự thay đổi và mã di truyền DNA của chúng ta luôn xảy ra đột biến hàng ngày. Ước tính có đến khoảng 1 triệu đột biến ở mức độ phân tử DNA trong một tế bào mỗi ngày. Tuy nhiên, thông thường các đột biến này không dẫn đến ung thư vì cơ thể chúng ta có các cơ chế để sửa chữa, kiểm soát các đột biến này ở nhiều mức độ khác nhau nhằm hạn chế sự nguy hại của chúng ở mức thấp nhất. DNA, từ viết tắt thuật ngữ tiếng Anh Deoxyribonucleic Acid, là phần tử mang thông tin di truyền dưới dạng bộ ba mã di truyền quy định mọi hoạt động sống, sinh trưởng, sinh sản, phát triển của hầu hết các sinh vật. Ở mức độ phân tử, trong tế bào, do tác động của các tác nhân gây đột biến khác nhau mà DNA có thể có nhiều kiểu tổn thương từ nhẹ đến nặng, từ đơn giản đến phức tạp. Trong quá trình tiến hóa, cơ thể của chúng ta cũng đã xây dựng nên nhiều loại cơ chế để sửa chữa tương ứng, do DNA đóng vai trò chính trong sự phân chia tế bào để truyền vật liệu di truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con, nên việc kiểm soát sự sửa chữa DNA được gắn chặt với sự kiểm soát phân chia tế bào. Có thể hình dung việc phân chia tế bào được chia ra làm 4 pha G1, S, G2 và M, trong đó DNA được tổng hợp ở pha S. Khi tế bào chuyển sang từng pha, thì có một số protein đóng vai trò kiểm soát được gọi là chốt kiểm soát, checkpoint, đảm bảo DNA đã được hoàn thiện không lỗi sai và cho phép sang pha tiếp theo. Nếu có lỗi sai, tức là đột biến gen xảy ra trên bộ gen của tế bào, trong quá trình sống thì sự phân bào của các tế bào này sẽ bị trì hoãn để các cơ chế sửa sai của tế bào sửa chữa lại chúng. Tuy nhiên, nếu tế bào có quá nhiều lỗi sai hoặc không sửa chữa được nữa, thì các tế bào này sẽ được nhận tín hiệu để tự đi vào quá trình chết đã được lập trình, apoptosis. Bằng cách này, các tế bào chứa quá nhiều lỗi sai sẽ bị loại bỏ trước khi kịp phân chia. Khi các chốt kiểm soát này bị hư hỏng, các tế bào chứa DNA lỗi nhân lên không kiểm soát sẽ dẫn đến đột biến, và nhiều đột biến tích tụ sẽ dẫn đến ung thư. Ở mức độ tế bào, khái niệm hệ miễn dịch giúp chống lại ung thư bắt nguồn từ rất lâu. Năm 1909, nhà khoa học người Đức Paul Ehrlich cho rằng tỷ lệ ung thư sẽ cao hơn rất nhiều nếu hệ miễn dịch của chúng ta không giúp nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư trong cơ thể. Nửa thế kỷ sau, hai nhà khoa học Louis Thomas và Frank McFarlane Burnett dựa trên ý tưởng của Ehrlich để xây dựng nên một mô hình gọi là sự giám sát của hệ miễn dịch immunosurveillance, trong đó nhấn mạnh các tế bào miễn dịch đi tuần tra khắp cơ thể, tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào ung thư ngay từ khi chúng bắt đầu thành hình. Ý tưởng này là nền móng của ngành miễn dịch học ung thư và bắt đầu thành hình từ thập niên 1950. Đến năm 2001, nhóm nghiên cứu của Robert Reber ở Đại học Y Washington đưa ra dẫn chứng trực tiếp đầu tiên trên chuột, cho thấy chuột bị đột biến các gen làm hệ miễn dịch bị khiếm khuyết sẽ dễ bị ung thư hơn. Ngoài ra, những quan sát khác trên người cũng cho thấy hệ miễn dịch đóng vai trò quan trọng trong phòng chống ung thư. Ví dụ, người bị nhiễm virus HIV có hệ miễn dịch bị ảnh hưởng trầm trọng sẽ dễ mắc các bệnh ung thư, thậm chí là loại ung thư hiếm gặp như Charcot Kaposi, ung thư phát triển từ thành mạch máu hoặc mạch bạch huyết. Mặt khác, những người nhận cơ quan cấy ghép khi sử dụng các loại thuốc ức chế miễn dịch để chống thải ghép cũng có khả năng cao bị ung thư. Các nhà khoa học trong lĩnh vực này đang tìm tòi nghiên cứu rõ hơn các cơ chế bảo vệ của tế bào miễn dịch trong cơ thể và cố tìm ra những câu trả lời. Tại sao thỉnh thoảng hệ miễn dịch của chúng ta vẫn thất bại trong việc tiêu diệt tế bào ung thư? Qua đó, các nhà khoa học cũng hiểu được làm thế nào
để tối ưu hóa hệ miễn dịch bằng nhiều cách để có thể chống ung thư một cách hiệu quả hơn. Với sự phát triển của khoa học hiện đại, vai trò của hệ miễn dịch đã được chú ý nhiều hơn trong điều trị ung thư. Có nhiều phương pháp đã được phát triển để nâng cao khả năng chống ung thư của hệ miễn dịch, hay còn được gọi là liệu pháp miễn dịch. Phương pháp này còn được gọi là phương pháp điều trị sinh học trong điều trị ung thư. Nguyên tắc cơ bản của phương pháp này là giúp tăng cường hệ miễn dịch của người bệnh để chống lại ung thư bằng việc sử dụng các tác nhân được tạo ra trong cơ thể hoặc phòng thí nghiệm để làm tăng hoặc hồi phục lại chức năng hệ miễn dịch của người bệnh. Liệu pháp miễn dịch có thể giúp làm dừng hoặc làm chậm lại sự phát triển của các tế bào ung thư, làm ngừng sự phát tán, di căn của tế bào ung thư, giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn trong việc tiêu diệt tế bào ung thư. Dù rằng đột biến gen xảy ra khá thường xuyên trong cơ thể mỗi người chúng ta, nhưng các cơ chế ở cấp độ phân tử và tế bào đang giúp loại bỏ và làm giảm thiểu tối đa các tác hại mà chúng mang lại để giữ cho chúng ta một cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp như các cơ chế sửa sai bị hư hỏng, tế bào miễn dịch bị suy giảm hoặc sống trong môi trường ô nhiễm với quá nhiều chất gây ung thư, thì các đột biến DNA sẽ tích tụ dẫn đến ung thư. Sự thật, đột biến là tiền đề của ung thư, nhưng không phải cứ có đột biến là sẽ dẫn tới ung thư. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ. Quá trình chết đã được lập trình hay sự chết có chương trình của tế bào apoptosis thường xảy ra khi tế bào có những đột biến hư hỏng không thể sửa chữa được nữa. Khi đó, tế bào sẽ phát ra tín hiệu từ bên trong hay từ bên ngoài nếu cơ chế bên trong bị chặn để kích hoạt chương trình tự tử này. Quá trình này bắt đầu bằng việc tế bào co lại, tách biệt với các tế bào xung quanh. Tế bào chất trở nên đặc hơn và DNA cũng bắt đầu dồn cục lại. Bước tiếp theo, trên màng tế bào sẽ hình thành các chỗ phồng lên và tách ra thành những túi nhỏ có chứa bào quang trong đó. Các enzyme phân giải trong tế bào được hoạt hóa, màng nhân mất đi và DNA bị cắt nhỏ thành nhiều mảnh. Trong suốt quá trình này, màng tế bào hay màng các túi nhỏ tách ra từ tế bào vẫn được giữ nguyên dạng để tránh tình trạng các chất bên trong tế bào đang chết bị rò rỉ ra ngoài, có thể gây viêm. Cuối cùng, các đại thực bào được điều động đến và ăn hết các mảnh vỡ tế bào. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Băng Tím, Ung Thư, Tin Đồn và Sự Thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.